nghệ sĩ Nhật Bản trình diễn mô tô bay tại Bắc Giang, tạo dựng không gian hoạt động chung cho các tín đồ yêu xe MVX. Yamaha tổ chức chuỗi sự kiện kéo dài 4 tuần với nhiều nội dung, diễu hành mô tô bay, triển lãm xe độ. Sự kiện mở đầu là chương trình tại quảng trường 3 tháng 2 thành phố Bắc Giang vào ngày 1-2 tháng 7. Tại đây, hai nghệ sĩ đến từ Nhật Bản sẽ đem đến những màn trình diễn mô tô bay FMX gây cấn và ấn tượng. Nhiều hoạt động khác cũng được tổ chức như diễu hành MVX tại các tuyến đường chính, thể thao nhận quà may mắn, giải lái xe tay côn thể thao, triển lãm các dòng xe nổi tiếng R Series, MT Series. Khán giả dự tại sự kiện còn được hội ngộ dàn sao đình đám Sơn Tùng MTB, Eric, Bảo Anh, Hoàng Thị Linh trong những tiết mục sôi động. Cùng với cơ hội giao lưu, tham khảo cách chơi xe, các tín đồ MVX có dịp thể hiện gu thẩm mỹ và cá tính qua các tác phẩm độ xe khi tham dự độ MVX dẫn đầu xu hướng. Cuộc thi dành cho hai đối tượng đăng ký trực tiếp tại sự kiện và thi hình ảnh online qua fanpage. Để dự thi online, chủ nhân xe gửi tối đa 4 tấm ảnh, ít nhất 1 tấm ảnh chụp toàn cảnh, đến đường link cung cấp thông tin cá nhân, giới thiệu xe kèm handset. Do MVX dẫn đầu xu hướng, kết quả dựa trên điểm số bình chọn và điểm từ ban giám khảo. Honda ra mắt quỹ nhỏ MXX125/2017, định giá khởi điểm 46 triệu đồng. Honda vừa chính thức cho ra mắt bản nâng cấp của MXX125 với tên gọi mới là MXX125SS tại thị trường Thái Lan. Điểm mới của phiên bản nâng cấp này là hệ thống chống bó cứng phanh ABS được định giá là 2016 USD, tương đương 46 triệu đồng. Với phiên bản nâng cấp, người dùng sẽ càng yên tâm hơn và tự tin hơn khi vận hành chiếc xe phiên bản mới đã được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh này. Ngoài ra, một số chi tiết mới trên MXX125/2017 bao gồm bổ sung thêm một số màu mới như màu hồng, xanh dương, xám, đỏ tươi. Các chi tiết như trắng bùn trước, hai ốp bên đèn pha, ốp bình xăng, nắp động cơ, ốp đuôi xe đều được làm từ nhựa màu đen. Hệ thống đèn pha LED 2 tầng vẫn được giữ nguyên, ống xả đặt sát bên yên xe được thiết kế khác so với phiên bản cũ, trông truyền thống hơn. Bình xăng dung tích 5,5 lít, có nắp được làm kiểu bản lề, thiết kế dòng chảy chạy xuống từ yếm trước đến hết yếm sau, trông ấn tượng hơn nhờ những đường gân gấp khúc góc cạnh. MXX125/2017 vẫn được trang bị động cơ 4 thì 125cc, hệ thống phun xăng điện tử BGM-SI cho ra công suất tối đa 9,7 mã lực tại 7.000 vòng một phút và mô men xoắn cực đại là 10,9 nanomet tại 5.500 vòng một phút, đi kèm hộp số 4 cấp. MXX125/2017 sẽ có thêm phiên bản hồng Ultimate, sản xuất giới hạn chỉ có 1.000 chiếc, đi kèm với giá bán 83.600 baht, tương đương 54 triệu đồng. Những màu tiêu chuẩn khác có giá 70.500 baht, tương đương 46 triệu đồng. Phiên bản trang bị ABS sẽ có sẵn 3 màu đỏ, đen, xám và đi kèm giá bán là 78.000 baht, tương đương với 51 triệu đồng. Hot Girl xăm chỗ gợi cảm bên siêu xe. Hình xăm cá tính, gương mặt xinh đẹp nhưng trên hết là đường cong nóng bỏng của chân dài đã khiến người xem không thể rời mắt. Cô nàng sở hữu gương mặt khả ái, dáng người thanh mảnh như những siêu mẫu, số đo 3 vòng đầy nóng bỏng và cô nàng tự tin tạo dáng bên xe. Người đẹp sở hữu những hình xăm vô cùng cá tính, mang lột đồ để lộ đường cong rực lửa. Cô sở hữu ánh mắt như biết nói và luôn tươi cười trước ống kính.
đánh giá xe Honda CRF 250L 2017 về hình ảnh thiết kế kèm giá bán mới nhất. Honda CRF 250L 2017 là mẫu xe côn tay nằm trong phân khúc cào cào phổ thông, là lựa chọn lý tưởng cho các biker đam mê xe dịch chinh phục các cung đường off-road hoặc đi tour, đi phượt. Ở phiên bản mới này, CRF 250L 2017 nâng cấp bản đồng hồ điện tử LCD, bình xăng kiểu dáng mới, đuôi xe thiết kế lại phong cách MX với ống xả thon gọn hơn, đèn hậu vuốt nhọn. Mẫu xe cào cào 250 phân khối phiên bản mới nhập khẩu Thái Lan và nâng cấp một số tính năng. Đối với những người yêu những chuyến đi phượt có địa hình khó khăn hiểm trở, thì Honda CRF 250L chắc chắn sẽ là lựa chọn số 1 để trở thành ngựa chiến cùng đồng hành. Đuôi xe thiết kế phong cách MX với ống xả thon gọn, đèn hậu vuốt nhọn để phù hợp với vóc dáng người châu Á hơn. Hãng xe Nhật hạ thấp độ cao yên của CRF 250L mới từ 881mm phiên bản 2016 xuống còn 830mm phiên bản 2017. Tay lái thu gọn hơn để dễ dàng di chuyển trong phố đông. Cần gãy số kiểu chống gãy mới, kiểu xe cào cào Honda CRF 250L 2017 đầu tiên về Việt Nam. Xế phượt nhập khẩu từ Thái Lan, giá tham khảo khoảng 194 triệu đồng. Đánh giá xe Honda CRF 250L 2017 nằm trong phân khúc cào cào phổ thông nên Honda CRF 250L là mẫu xe rất tiện dụng cho các bạn trẻ hay đi phượt. Honda CRF 250L 2017 dài 2172mm, rộng 815mm và cao 1149mm, chiều dài trục cơ sở ở mức 1429mm, khoảng sáng cầm là 211mm. Xe sử dụng giảm sóc trước hành trình ngược upside down 43mm, giảm sóc sau Roblin, trọng lượng 143kg. Trang bị an toàn với hệ thống phanh đĩa đơn trên cả hai bánh và nan hoa với vành trước kích thước 21 inch và vành sau là 18 inch kết hợp với ống lốp gai chuyên off-road. Honda CRF 250L 2017 hạ thấp độ cao yên, ống xả thiết kế lại, đồng hồ điện tử LCD mới, bình xăng thiết kế lại, bánh trước dùng vành nan hoa 21 inch. CRF 250L 2017 gây ấn tượng kiểu dáng cào cào bắt mắt. Yên xe dài dốc về phía người lái, bộ lốp gai đậm chất xe cào cào, gian áo được thiết kế thể thao, bộ khung ống thép, khoe vẻ đẹp của trái tim 250 phân khối. Xe được trang bị cặp phuộc trước màn hình ngược Roblin, trong khi phía sau là dạng đơn. Đuôi xe thiết kế lại với đèn hậu vuốt nhọn và ống xả thon gọn hơn. CRF 250L trang bị động cơ xi lanh đơn dung tích 250 phân khối, làm mát bằng dung dịch, phun xăng điện tử, bánh sau dùng vành nan hoa 18 inch. Honda CRF 250L 2017 trang bị động cơ xi lanh đơn dung tích 249,6 phân khối, làm mát bằng dung dịch, phun xăng điện tử, công suất 23 mã lực tại vòng tua máy 8.500 vòng 1 phút và mô men xoắn cực đại là 22 nanomet tại 7.000 vòng 1 phút, hộp số 6 cấp. Là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Yamaha EZ250F, CRF 250L sở hữu đầy đủ những gì cần thiết nhất cho một dân phượt. Với sự tiện ích của một chiếc xe cào cào nhỏ nhắn, thì Honda CRF 250L 2017 vẫn là lựa chọn đáng giá nếu ai thích sự phá cách cho những chuyến đi phượt bất chợt trong các cung đường khó khăn. Mâm trước có kích thước 21 inch trong khi mâm sau là 18 inch, cả hai bánh đều có kích thước là 120/80 và được trang bị lốp gai nhằm dễ dàng chinh phục các cung đường hiểm trở. Shimoto GSX-R 1000 2017 giá từ 14.600 USD. Shimoto của Suzuki chính thức có giá bán thị trường tại Mỹ cho cả hai phiên bản GSX-R 1000 và GSX-R 1000R lần lượt 14.599 USD và 16.999 USD. Shimoto GSX-R 1000 là sản phẩm hoàn toàn mới của Suzuki, ứng dụng những công nghệ mới trên động cơ. Đây là Shimoto đầu tiên sử dụng công nghệ van biến thiên. Theo công bố từ hãng xe Nhật Bản, Shimoto này sở hữu sức mạnh 199 mã lực và mô men xoắn cực đại là 117 nanomet.
Sau thời gian chờ đợi khá dài, Suzuki công bố giá của GSX-R 1000 ở mức 14.599 USD. Con số này cạnh tranh so với những đối thủ như Yamaha R1S 14.999 USD và Kawasaki Ninja GX 10R 16.099 USD. Trong khi đó, phiên bản cao cấp hơn của GSX-R 1000R 2017 có giá 16.999 USD. Mức giá này chênh lệch so với nhiều hầu hết đối thủ như Yamaha EZF R1M 22.499 USD hay Kawasaki Ninja CX-10RR 18.899 USD, trong khi Honda CBR 1000RR có giá 16.999 USD và Honda CBR 1000RR SP giá 19.999 USD. Việc tung ra thị trường dòng xe Shimoto GSX-R 1000 cho thấy Suzuki đang rất quyết tâm và nghiêm túc cạnh tranh trong phân khúc Shimoto tại Mỹ và nhiều quốc gia khác.